Scotland đã bỏ phiếu ủng hộ việc giữ nguyên vẹn Liên hiệp kéo dài 307 năm của nước này với Vương quốc Anh trong một cuộc trưng cầu dân ý lịch sử về một giải pháp độc lập. Thủ phủ Edinburgh của Scotland tưng bừng đón mừng quyết định mang tính bước ngoặt của cử tri. Một phụ nữ nói bà tự hào là công dân của Vương quốc Anh. Kết quả cuộc đầu phiếu cho thấy 55% ủng hộ giải pháp ở lại trong Liên hiệp Vương quốc Anh so với 45% phiếu ủng hộ giải pháp độc lập. Trong một bài phát biểu thừa nhận thất bại, lãnh đạo Đảng Quốc dân Scotland Alex Salmond kêu gọi những người ủng hộ độc lập cho Scotland hãy chấp nhận kết quả này, trong khi ông gợi ý rằng phong trào đòi độc lập vẫn chưa kết thúc. Ông Salmond cũng kêu gọi London tôn trọng cam kết trao nhiều quyền hành hơn cho các nhà lập pháp Scotland. Tại Glasgow, thành phố lớn nhất của Scotland, 61% cử tri ủng hộ độc lập. Tuy nhiên, cử tri tại thành phố Edinburgh và Aberdeen, thành phố lớn thứ ba của Scotland, bỏ phiếu khước từ giải pháp độc lập. Thủ tướng Anh đã dành lời khen ngợi cho cả hai chiến dịch vận động ủng hộ và chống đối độc lập. Ông Cameron nói, giờ đây, khi vấn đề độc lập của Scotland đã được giải quyết, nước Anh sẽ tôn trọng cam kết của mình và trao cho Scotland nhiều quyền hành mới, kể cả trong lĩnh vực thuế khóa, chi tiêu và phúc lợi. Ông Cameron cho biết là những quyền này cũng sẽ được mở rộng cho Anh, xứ Wales và Bắc Ireland.